Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì đây, thành quả sau hơn 3-4 tiếng tham gia hòn đảo bị mất mọi người. Hòn đảo đã quên. Thì mình đã đào được gần như là full cái bộ trang phục Vũ Công Ba Lê rồi nha mọi người. Trong đó thì cái điều mà mình muốn nhất là quá nhiều áo luôn mọi người. Trong khi mũ thì chỉ có duy nhất một cái. Khá là xui nha mọi người. Nói chung là đào cũng khá là cực đấy mọi người. Thời gian đào ngừa mất bao nhiêu công mình mới đào được bộ này cơ. Mình sẽ thử cho mọi người xem này. Đây là bộ đồ của tuần này nha. Cùng có giày này, áo và mũ. Để mình đổi xem tóc xem loại nào hơn đúng không nha mọi người. Bộ đồ này thì mình nghĩ là dùng cho nữ nhiều hơn nha. Để mình chỉnh thêm cả cái mặt với mọi người. Mình để cái mặt kia kiểu không hợp lắm ấy. Nhưng mà nhìn kiểu ngộ ghê bộ đồ. Trời ơi, mất công đào. Cái mặt nhìn cũng kiểu tội thế nào mọi người ạ. Không thấy hợp lắm. Mình nghĩ chắc là tí nữa sẽ mình mang về nhà để trưng cho mọi người. Thì bây giờ chưa có mang về thì mình show cho mọi người xem thành quả của ngày hôm nay. Không biết mọi người đã đào được full bộ này chưa? Nếu bạn nào đào full được rồi thì mọi người nhớ comment ở phía dưới nha. Xem ngày hôm nay mọi người đào được gì. Còn bây giờ thì sẽ là quá trình lý đào này mọi người. Đây là cái dương đầu tiên mà mình tìm được trong buổi ngày hôm nay mọi người. Sau thời gian đào gần như là nãy giờ luôn đấy. Thì đây là dương đầu tiên nên mình không quan trọng là chúng ta sẽ được món gì mọi người. Vì đầu tiên thì không sợ trùng. Đầu tiên là giày nha mọi người. Được một đôi giày ba lê. Giày Vũ Công Ba Lê nha. Tiếp theo đây là dương thứ hai này mọi người. Dương thứ hai. Tuần này chúng ta sẽ có tất cả là 3 món nha. Cho nên là mong sao là mình đào được không bị trùng mọi người ạ. Chứ trùng thì khá là buồn vì mất công khá lâu ấy. Rồi xong trùng đôi giày nha mọi người. Đây là dương thứ ba của ngày hôm nay này mọi người. Đây dương thứ ba nha. Map cũng khá là đông đấy mọi người ạ. Bây giờ sẽ được cái gì đây mọi người? Đây là dương thứ ba. Hôm nay thì mình được 2 đôi giày rồi. Rồi nha, được cái áo mọi người. Như vậy là không bị trùng. Đây là dương thứ tư này. Đây là dương thứ tư này mọi người. Xem chúng ta sẽ được cái gì. Lúc nãy giờ thì trùng 2 đôi giày, 2 đôi giày, 1 áo. Rồi xong trùng áo nha mọi người. Vậy là 2 đôi giày 2 áo luôn rồi. Đây là dương thứ 5 nha. Mình mở xem được gì nào. Mình có 3 dương. Rồi là áo đó mọi người ơi. Như vậy là 3 áo 2 giày. Về đây là dương thứ 6 nha. Không biết có phải là áo nữa không mọi người ạ. Xui thật sự là nếu mà áo nữa thì chắc là xui luôn. Rồi sao mọi người thấy không? Áo là 6 dương mọi người. Đây là dương thứ 7 nha. Đây là dương thứ 7 của mình rồi. Nhưng mà chúng nãy giờ toàn áo không mọi người. Thiếu đúng cái nón là full. Rồi đôi giày nữa mọi người. Đây là dương thứ 8 nha. 8 dương. Mà chúng ta được 3 đôi giày. Như vậy sẽ được 5 cái áo rồi mọi người ạ. Xui ghê luôn. 3 giày 5 áo. Không nghĩ là đào được nhiều dương cái này mình bị trùng nữa mọi người ạ. Rồi như vậy là full rồi nha. Và đây là dương thứ 9 đấy mọi người. Thì mình định nghỉ ấy. Nhưng mà mình lại vào trong map này thì mình đào tiếp luôn. Lại trùng dương đi mọi người. Cho nên phía sau này mình vẫn sẽ còn đi đào nha. Thì mình nghĩ là full nhưng mà mình thôi mình vẫn sẽ đi đào tiếp. Đây là dương thứ 9 nhá. Xem là ngày hôm nay mình sẽ đào tổng tất cả bao nhiêu dương. Rồi lại áo thêm mọi người. Quá trời áo luôn rồi. Và đây là dương thứ 10 của ngày hôm nay. Trời ơi, mọi người vây quanh mình quá trời luôn. Dương thứ 10 nha. Rồi áo nữa mọi người ạ. Dương thứ 11 này. Trời, mọi người thấy không? Để nãy giờ chúng ta được duy nhất một cái nón, một cái mũ. Còn lại toàn áo với giày không. Mà trong khi mình được 3 đôi giày rồi. Dương thứ 11 nha. xem là mở được gì nào. Rồi cái áo nữa luôn mọi người. Dừng thứ 12 này. Chắc đây sẽ dừng cuối cùng của ngày hôm nay luôn mọi người ạ. Sau đây thì chắc là mình sẽ không đi đào nữa, vì đào nãy giờ rồi, thì mình cũng đã full rồi ấy. Và ngoài ra thì ra toàn là áo không, cho nên có đào nữa thì chắc là thôi. Mình cũng xin nghỉ thôi mọi người ạ. Sẽ kết thúc cái sự kiện là hòn đảo Lam Quýnh tuần này nhé. Rồi áo luôn rồi nó xong. Bây giờ thì mình quay lại làm nhiệm vụ của sự kiện tuần này. À đúng rồi, tuần này. Đối với nhiệm vụ tuần này thì mình cũng chưa có làm video hướng dẫn, và mình thấy thì cũng khá nhiều bạn làm rồi ấy, cho nên là mình sẽ không làm nội dung video hướng dẫn đối với sự kiện lần này nữa. Và do công việc của thời gian gần đây ấy, mình cũng khá là bận một số công việc cho nên không có thời gian để làm các video liên quan đến hướng dẫn nội dung để cho mọi người cập nhật được thời gian liên tục ấy. Vì mình ra dạo vì video mình ra nó khá là kiểu bị gián đoạn mọi người. Cho nên là ngày hôm nay thì mình cũng sẽ không làm video hướng dẫn đối với các nhiệm vụ nha. Vì mình nghĩ là chắc mọi người cũng đã biết cách làm hết rồi. Và nội dung này nó sẽ không còn gọi là hot nữa, nên là mình sẽ không làm nha. Còn quay lại với video ngày hôm nay thì mình tranh thủ làm nhiệm vụ để tích xu. Để sắp tới mình sẽ làm một cái video mình mở tất cả các hộp quà trong thời gian tới nha mọi người. Ủa, này làm sao ta? À, đây mọi người. Rồi nha, tại vì lần này mình không có tập trung vào quá nhiệm vụ ấy, cho nên là mình nhiều khi là mình cũng không biết hết nhiệm vụ nha. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần quanh quanh trong này là các nhiệm vụ thôi. Lời thoại khá là dài cho nên là thôi mình sẽ không đọc. Ồ, phần thưởng này. Rồi nha. Bây giờ thì phải ra ngoài để thưởng thức cảnh quay à. Rồi xem cảnh thứ 2 này mọi người. Bây giờ thì ra ngoài NPC thì chúng ta nhận lại nhiệm vụ. À quên, để nhận nhiệm vụ và xem cảnh chúng ta vừa quay nhá. Rồi mình vừa vào trong phòng này. Và mình nhìn quanh phòng, ok. Sau đó thì mình đi tới. Quay bên phải này. Rồi mình sẽ nhặt cái hộp quà này hả? Đúng mọi người. Có một, có một cái túi này. Rồi mình sẽ nhặt cái túi đấy. À không nhặt à? Bây giờ thì mình sẽ quay sang bên trái và đi lại chỗ cái nhẫn cầu hôn. Để nào có đeo. À rồi, bây giờ quay lại chỗ điện thoại này. Ủa? Rồi như vậy là sao? À, mình đang nghe thoại. À, thả vợ chưa cưới tôi ra. Ok, như vậy là lời thoại à? Ủa, xong rồi hả? Rồi chúng ta trả nhiệm vụ và phần thưởng chúng ta sẽ nhận được 100 xu nha. Mạng hơi lag xíu mọi người ạ, thông cảm. Hiện tại thì mình đang chơi bằng 3G ấy, cho nên là hơi lag một xíu. Ok, phần thưởng là 100 xu nha, và đồng thời thì mình hoàn thiện một trong những nhiệm vụ ở trong sự kiện. Rồi bây giờ thì quay lại Plaza để chúng ta tiếp tục làm các nhiệm vụ nha. Không biết là mọi người đã làm nhiều nhiệm vụ chưa, và mọi người tích được nhiều xu chưa? Nếu bạn nào mà tích được nhiều thì mọi người nhớ comment ở phía dưới câu trả lời giúp mình nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ ở Dory. Mình phải đi mua 10 cái sandwich nha mọi người. Đối với sandwich này thì mọi người vào trong siêu thị lớn ở trong khu trung tâm. Đây nha, việc khá là dễ, chúng ta chỉ cần đi theo mũi tên thôi là chúng ta sẽ mua được vật phẩm cần thiết để trả nhiệm vụ nha. Cái sandwich thì mọi người, đây mình sẽ mua luôn 11 cái, giá nó là 150 tiền sao. Rẻ được 15 tiền sao. Rồi bây giờ thì quay lại Plaza để trả nhiệm vụ thôi mọi người. Khá là đơn giản và dễ đúng không mọi người nhỉ? Vì mình thấy được các sự kiện ấy, nhà phát hành đều là có hướng dẫn cụ thể, cho nên là việc làm các sự kiện khá là dễ. Chỉ cần mọi người chăm chỉ này, on và chịu khó là sẽ làm được các nhiệm vụ và nhận được các phần thưởng xứng đáng nha. Chắc là mình trả nhiệm vụ xong này thì mình cũng sẽ xin tạm dừng cái video của ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì mọi người đừng quên kéo xuống cho mình đăng ký kênh, một like video giúp mình để mình lấy động lực tiếp tục làm các clip gửi mọi người nhé. Còn sau đây thì bye bye chào mọi người, hẹn mọi người trong các video tiếp theo của mình.